các bạn đang giới thiệu các bạn bộ máy cơ xương. Cái bộ máy này là bộ máy cơ xương dùng cho các quán ăn, nhà hàng cơ chân giò. Rất đẹp. Rất đẹp. Đây là một cái chân giò của giò to. Đây chỉ được. Đây là công tắc này. Thì mình sẽ chạy thử này. Rất khỏe, rất khỏe, rất khỏe, xương này, là khúc xương này, là khúc thịt này, thịt cứng này, để đồ đông lạnh này. Đấy. Con củ này thì có cần cắt luôn không? Cắt luôn đi, cắt luôn để mẹ nấu. À cái củ nữa. Ôi. Cắt ra để để mà thịt nấu đông mà đâu à? Ừ. Đâu cắt nhỏ ra đi, làm cắt nhỏ thôi. Đây, nhiều viên của xương.